Mười niệm, mười niệm Tiếp nối, không gián đoạn Lão Hòa Thượng Hải Hiền Đã làm tấm gương cho chúng ta Ngài niệm một câu vật hiệu 92 năm rồi 92 năm Đều là trí tâm tính nhạo Đầy đủ mười niệm Mười niệm này là do Đại sư Ấn Quang đề xướng Hiện nay chúng tôi cũng có một số đồng học dùng phương pháp này Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đề xướng Rất hiệu quả Phương pháp mười niệm này của Đại sư Ấn Quang là từ 1 đến 10. Nhớ <laughs> cho rõ ràng, rành mạch. Niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nhớ thầm trong tâm. A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật. Ghi nhớ trong tâm. Không thể niệm A Di Đà Phật 1, à, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3. Như vậy chính là sen tạp rồi. Quý vị sen tạp con số trong đó con số rõ ràng không xen tạp nếu như không thể mười niệm quá dài rồi không nhớ được ấn độ đối với chúng ta quý vị chia thành hai lần một đến năm sáu đến mười cách nhớ như vậy nếu vẫn còn khó khăn thì dùng ba ba bốn tức là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười dùng phương pháp này Giúp cái gì điều gì Giúp ý niệm của quý vị được tập trung Không thể vọng tưởng Không thể có tạp niệm vọng tưởng tạp niệm vừa xen vào Thì con số này bị sai rồi Nhớ thầm Nhớ cho rõ ràng đành mạch Nhớ đến 10 là được rồi Lại từ 1 đến 10 Từ 1 đến 10 Cứ niệm như vậy đừng niệm mười câu rồi sau đó là niệm đến hai mươi ba mươi bốn mươi không dùng phương pháp này phương pháp này rất phí sức rất dễ niệm sai niệm sai rồi thì không tính phải bắt đầu lại từ đầu cho nên tiêu chuẩn từ một đến mười Ấn Tổ đề xướng phương pháp này Chính Ngài cũng dùng phương pháp này Có căn cứ Căn cứ chính là lời nguyện này Đầy đủ mười niệm Chính là ý này Vì vậy gọi là Pháp Thập Niệm Pháp Thập Niệm của Ấn Tổ Là tường nguyện thứ 18 mà có Thù thắng hơn các phương pháp khác chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này người niệm phật thông thường hoặc niệm danh hiệu phật hoặc niệm tướng phật niệm phật không gián đoạn chẳng thể gián đoạn 16 phép quán Đa phần đều là quán tượng Trong tâm nghĩ Phật Nghĩ thế giới cực lạc Thì danh niệm Phật Chính là một câu danh hiệu Niệm niệm Chẳng thể quên mất Đây gọi là vô gián Niệm niệm tiếp nối Cho đến mười niệm Chí tâm như vậy Gọi là thập niệm Trong tâm Chỉ có Phật hiệu Ngoài Phật hiệu ra Thì không có gì khác Như vậy gọi là chí tâm Chí tâm mười niệm Như vậy là đầy đủ mười niệm Cho nên nói lên những điều suy nghĩ trong tâm lúc ấy Chỉ là làm sao qua sông Không có ý niệm khác Đây là dùng ví dụ ở trên Niệm như vậy chính là một niệm Niệm Phật như vậy chính là trí tâm Niệm liên tiếp đến mười Chính là mười niệm Mười niệm, mười niệm tiếp nối không gián đoạn Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tấm gương cho chúng ta Ngài niệm một câu vật hiệu 92 năm rồi 92 năm đều là trí tâm tính nhạo Đầy đủ mười niệm Mười niệm này là do Đại sư Ấn Quang đề xướng Hiện nay chúng tôi cũng có một số đồng học dùng phương pháp này Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đề xướng Rất hiệu quả Phương pháp mười niệm này của Đại sư Ấn Quang là từ một đến mười Nhớ cho rõ ràng, ràng, rành mạch Niệm cho rõ ràng, rành mạch Nhớ thầm trong tâm A-di-đà-phật à, A-di-đà-phật A-di-đà-phật Ghi nhớ trong tâm à, Không thể niệm A-di-đà-phật à, 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 một A-di-đà-phật à, 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 hai A-di-đà-phật à, 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 ba Như vậy chính là sen tạp rồi Quý vị sen tạp con số trong đó con số rõ ràng Không xen tạp Nếu như không thể Mười niệm quá dài rồi Không nhớ được Ấn Tổ nói với chúng ta Quý vị chia thành hai lần Một đến năm Sáu đến mười Cách nhớ như vậy Nếu vẫn còn khó khăn Thì dùng ba, ba, bốn Tức là một, hai, ba Bốn, năm, sáu Bảy, tám, chín, mười Dùng phương pháp này Giúp quý vị điều gì Giúp ý niệm của quý vị được tập trung Không thể vọng tưởng Không thể có tạp niệm Vọng tưởng tạp niệm vừa xen vào Thì con số này bị sai rồi Nhớ thầm Nhớ cho rõ ràng đành mạch Nhớ đến 10 là được rồi Lại từ 1 đến 10 Từ 1 đến 10 Cứ niệm như vậy đừng niệm mười câu rồi sau đó là niệm đến hai mươi ba mươi bốn mươi không dùng phương pháp này phương pháp này rất phí sức rất dễ niệm sai niệm sai rồi thì không tính phải bắt đầu lại từ đầu cho nên tiêu chuẩn từ một đến mười Ấn Tổ đề xướng phương pháp này. Chính Ngài cũng dùng phương pháp này. Có căn cứ. Căn cứ chính là lời nguyện này. Đầy đủ mười niệm chính là ý này. Vì vậy gọi là Pháp Thập Niệm. Pháp Thập Niệm của Ấn Tổ là tường nguyện thứ 18 mà có. Chúng ta xem tiếp đoạn sau Sách Tông Yếu lại nói rằng Kinh này Nói mười niệm Đầy đủ hai nghĩa ẩn mật Hiển liễu này Đoạn văn này càng xem càng sâu sắc Mười niệm của hiển liễu Là mười niệm mà Đại sư La Thập đã ví dụ trong phần văn trên Mười niệm có nghĩa ẩn mật là trong kinh di lặc phát vấn mười niệm từ tâm dần dần phần trước chúng ta đã học rồi đại sư nghĩa tịch nói trong mỗi niệm tự nhiên đầy đủ mười niệm từ tâm dần dần Có nghĩa là Có được 10 niềm như Quán Kinh đã nói Hoặc Đại sư La Thập đã ví dụ Trong mỗi niềm Tự nhiên đầy đủ 10 niềm mà Di Lạc Bồ Tát đã hỏi Cho nên trong nghĩa hiển liệu Tự nhiên hàm nhiếp nghĩa sâu sắc của ẩn mật lời này nói rõ sự quyền di của tịnh tông người đời đa số đều ngưỡng mộ sự quyền diệu mà không biết sự quyền diệu tột cùng chỉ trong bình thường cho nên nói tâm bình thường là đạo bình là bình đẳng chính là tương tục tướng niệm trước và niệm sau hoàn toàn tương đồng, không xen tạp, không có vọng niệm, là từ bình đẳng trên đề kinh của chúng ta, tức là tâm bình đẳng, thường là không gián đoạn, niệm niệm đều là tâm bình đẳng. Nội dung của tâm bình đẳng này là gì? Là A Di Đà Phật. Đây là đạo. A Di Đà Phật bao hàm vô lượng nghĩa. Không chỉ là mười niệm. Trong kinh Di Lặc phát vấn đã nói ở trên, không chỉ vậy một niệm đầy đủ tất cả niệm một niệm đầy đủ tất cả pháp bất luận là pháp thế gian hay xuất thế gian cũng không nằm ngoài niệm này thật tuyệt diệu quyền diệu đến tột cùng cho nên nhiệm lão nói người đời đa số ngưỡng mộ sự quyền diệu mà không biết sự quyền diệu nhất chỉ trong bình thường lão hòa thượng hải hiền biểu diễn cho chúng ta xem rồi chúng ta thấy được từ ngài nhìn thấy từ sinh hoạt nhìn thấy từ công việc của ngài từ việc ngài đối nhân tiếp vật quý vị tỉ mỉ mà thể hội là thật không giả chút nào vì vậy tâm bình thường là đạo chỉ cần bình thường Thật thà Miên mật mà niệm Tự nhiên thầm hợp với đạo vọng Niệm niệm lìa niệm Sự lìa niệm này là lìa niệm gì? Lìa dòng niệm Lìa tạp niệm Trong tâm thanh tịnh bình đẳng Không có một niệm Không xen tạp một niệm Đây chính là đạo Đây là đạo gì? Là đại đạo Mà chư Phật Như Lai đã chứng Vậy thì thành Phật rồi trong Kinh Đại Thừa Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta Chúng ta và Phật không hay Phật là tâm hiện Chúng sanh trong lục đạo chúng ta Cũng là tâm hiện Chỉ cần có tạp niệm Thì là thức biến Nhưng Khi họ lâm chung Tâm có thể không điên đạo Thì trong một sát nào đó họ có thể được phật đến tiếp dẫn họ nguyên nhân là gì vậy không phải nhờ tự lực tự lực không làm được mà hoàn toàn nương nhờ đức di đà đến bạc tế đến trừ khổ, đến cứu giúp. Chỗ này hiển bày công đức của danh hiệu không thể nghĩ bằng. Thật sự nói đến công đức của danh hiệu, thật sự là chỉ phật với phật mới có thể rốt ráo cho dù là pháp thân bồ tát đẳng giác bồ tát cũng không thể nói rõ công đức này để phàm phu như chúng ta tiếp nhận cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin nhưng Pháp môn này dễ tu thành Điều kiện trong yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay Chỉ cần thật tin Tuyệt đối không nghi ngờ Có nghi ngờ thì không được Phật không có cách gì giúp quý vị Một chút nghi ngờ cũng không có Thật sự nguyện sanh tình độ Không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa Buông xả hết thảy tam giới lục đạo Trong tâm Chuyên chú một câu Phật hiệu này Thì chúng ta có thể cảm động Phật đến tiếp dẫn. Tuy chẳng chánh niệm, nhưng có thể chánh niệm. Chánh niệm như Hòa Thượng Hải Hiền, Hải Khánh, Lão Đức. Những gì này đều chánh niệm. vì sao vậy các ngài không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động gọi là chánh niệm phạm phu chúng ta không đạt được chánh niệm nhưng khi lâm chung thời gian này rất ngắn chính trong thời gian vài phút này ý niệm có thể quy chánh Ý niệm nguy chánh có nghĩa là gì? Phải nhớ kỹ Lúc này Chỉ niệm một câu a di đà Phật Ngoài một câu a di đà Phật ra Thì buông xả dạng duyên rồi Như vậy chính là Nhưng có thể chánh niệm Trên thực tế Thì trong thời khắc khen chốt này Người có thể chánh niệm cũng không nhiều Như vậy nói lên điều gì Phạm Phu có thể làm được không được chánh niệm trong một tiếng đồng hồ nhưng 10 phút thì có thể làm được trong 10 phút câu phật hiệu này không xen tạp vọng tưởng không xen tạp vọng niệm chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì có thể nảy sinh hiệu quả mà phương pháp này nhất định phải rèn luyện trong lúc bình thường khi lâm chung mới nắm chắc nếu bình thường không rèn luyện thì khi lâm chung vẫn không nắm chắc chúng ta niệm phật niệm một tiếng đồng hồ niệm phật hai tiếng đồng hồ có thể có được mười phút không tạp niệm không chính mình phải lưu ý điều này chúng ta có thể giảng sanh hay không thì hoàn toàn nhờ vào chiêu này trong hai tiếng đồng hồ niệm phật có được 10 phút không tạp niệm có tạp niệm thì không phải chánh niệm không có tạp niệm thì đây là chánh niệm không thể duy trì chánh niệm trong thời gian dài nhưng có thể duy trì được 10 phút Tốt Thời à, gian sẽ từ từ tăng thêm 10 phút đến 15 phút 15 phút đến 20 phút Như vậy là tiến bộ Công phu tiến bộ Gốc hoàn toàn nằm ở buông xả Thật sự có thể buông xả Tuyệt đối không lưu luyến Phật dạy cho chúng ta thật tướng các Pháp Chúng ta phải luôn ghi nhớ Thật tướng các Pháp là gì? Hệ có tướng thì đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu gì Như mộng ảo bọt bóng Phải nhớ thật kỹ lời dạy trong Kinh Kim Cang Luôn dùng bốn câu này để hội quan phản chiếu giúp chúng ta không còn lưu luyến thế giới này nhục thân vẫn ở thế gian này vẫn quan tâm những việc của đại chúng đây là sự từ bi của bồ tát không nhẫn tâm nhìn chúng sanh khổ tạm thời để trong tâm thì được không thể để trong tâm lâu dài để trong tâm lâu dài chính là phật hiệu Ý niệm này tạm thời không chứng ngại Phật hiệu. Đây là tâm đại bi. Vì sao tôi giảng sanh đến Tây Phương? Vì thành Phật. Thành Phật vì điều gì? Thành Phật để độ chúng sanh. Bây giờ tôi muốn giúp đỡ họ. Tâm có dư nhưng sức chẳng đủ. Tôi làm không được. Tôi đến thế giới cực lạc để du học. Sau khi thành Phật thì trở lại phổ độ chúng sanh. Vậy thì đúng rồi Hoàn toàn phù hợp với tâm của quý vị Với nguyện của quý vị Islam giáo mỗi ngày quy định có năm lần cầu nguyện Tôi thấy Phương pháp tu học của họ Lúc đó tôi ở Singapore Vì thế tôi nêu ra tịnh tâm Chúng tôi niệm Phật Người công việc vô cùng bận rộn Chúng tôi dùng pháp thập niệm Mỗi ngày chín lần Thời gian rất ngắn Chỉ cần một hai phút nhưng phải một ngày chín lần không gián đoạn rất có hiệu quả nương theo phương pháp này người tu học rất nhiều họ đến nói với tôi rất có hiệu quả tôi đề xướng mười niệm chính là mười câu phật hiệu a -di, -phật, a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật mười câu lúc niệm niệm chậm một chút Dùng phương pháp này của Ấn Quang Đại Sư rất tốt Phật hiệu từ trong tâm sanh khởi ra Trong miệng niệm ra Niệm cho rõ ràng Lỗ tai nghe cho rõ ràng Mỗi thanh niệm Phật là âm thanh thứ mấy Ghi nhớ cho rõ ràng Chỉ là 10 câu Sáng sớm thức dậy Sau khi rửa mặt súc miệng Mặt hướng về phía tây Chấp tay niệm 10 câu danh hiệu Phật Tôi định trước khi đi ngủ niệm 10 câu Vậy là hai lần, sáng tối hai lần Ba bữa cơm Trước khi ăn cơm, người ta tụng kinh cúng dường Chúng ta niệm 10 câu danh hiệu Phật Vậy là năm lần Ba bữa ăn Buổi sáng buổi chiều đi làm làm gì Đi làm trước khi làm việc Niệm 10 câu danh hiệu Phật trước rồi làm gì Lúc tàn sở Trước khi ra về dọn dẹp sạch sẽ Niệm 10 câu danh hiệu Phật rồi ra về Buổi sáng hai lần Buổi chiều hai lần tổng cộng 9 lần Không làm mất thời gian Không làm lỡ công việc Bởi vì một lần lúc niệm khoảng 2 phút là đủ Không khó Tập thành thói quen Một ngày chín lần dưỡng thành thói quen Chắc chắn dạng sành Khi tôi ở Singapore Lúc đó thường đến nước Mỹ Đến Canada Tôi liền đem phương pháp này giới thiệu cho mọi người phương pháp này trị ngọn không trị gốc nhưng mỗi ngày phải có chín lần hiệu quả trị ngọn đó rất lớn vì vậy công việc có bận rộn tìm không ra thời gian tu hành phương pháp này vô cùng hiệu quả islam một ngày năm lần Tịnh tâm chúng ta niệm Phật một ngày chín lần Không câu nệ hình thức Lúc niệm mười lần danh hiệu Phật Tất cả niệm đều buồn xuống hết Thời gian rất ngắn Tâm dễ dàng tập trung sẽ không tán loạn Hiệu quả niệm Phật gọi là nhất tâm chuyên niệm Trong kinh chúng ta thường nói nhất hướng chuyên niệm Một phương hướng một mục tiêu Chuyên Không tạp niệm Phù hợp Với phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Không hoài nghi không tạp niệm, không gián đoạn. Mười tiếng Phật hiệu liên tục không gián đoạn. Đây là phương pháp rất tốt. Người người đều có thể làm. Thật sự Muốn ngay trong kiếp này thành tựu Mục tiêu của tình từng liền hy vọng tương lai Có thể giảng sanh thế giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Mấy phẩm kinh văn này Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Là những phẩm trong kinh vô lượng thọ nói về giới luật Đây là giới học Chúng ta phải y giáo phụng hành Trong phẩm kinh giang này Dạng năm á Sát đạo dâm vọng tưởng Nhất định không thể làm Phải nhớ kỹ Sinh định thế giới Tây Phương cực lạc Đều là người thiện không có người làm ác cho nên chúng ta hiện tại bắt đầu phải đoạn ác tu thiện chúng ta xem đoạn dưới ông tiếp tục nói nên nói tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoàn trong miệng nói và trong tâm nghĩ không giống nhau nói thì rất hay nhưng khác với điều họ nghĩ điều họ làm là giả chứ không phải thật đều là đàn lừa bịp chúng sanh ở trong đây đoạt thủ lợi ích Cơ ngụy đa đoàn Dưới đây có giải thích Nghĩa tịch nói Cơ nghĩa là quyển hoặc Mê hoặc quý vị Ngụy là lường gà Cảnh hương nói Cơ là cơ quan Cơ quan là gì Tức nịnh hót bợ đỡ Do thủ quân ý Năng hành cơ nguyện Cơ này là cơ tình Chúng ta thường nói là kế sách Nhưng kế sách này là tà ác là tổ người lợi mình loại tâm này gọi là cư tâm chúng ta nghĩ xem thế gian này ai không có khởi tâm động niệm tổn người lợi mình đây gọi là cư ngụy đà đoàn dùng phương pháp lừa dối người khác bản thân ở đó thu hoạch lợi ích ngụy là lừa gà quỷ kỹ lừa gà như vậy lừa dối gạt gẫm kiểu loại khác nhau nên nói cơ ngụy đa đoàn hiện tại chúng ta thường nói là hai người lợi mình vậy là mọi người đều biết rồi khởi tâm đồng niệm làm thế nào để lừa gạt người khác làm thế nào làm cho danh lợi của người khác trở thành lợi ích của mình. Kẻ trên lừa gạt kẻ dưới, kẻ dưới lừa gạt kẻ trên. Ví dụ như ngoài công ty, ông chủ lừa gạt nhân công, nhân công lừa gạt ông chủ. Ai ai cũng vì lợi ích cá nhân mà tính toán vậy công ty này làm sao mà kinh doanh cho tốt được